Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình Mình là Lâm Online Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Sau đó nhấn chuông để chờ video mới nhất của mình nhá Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là Cách chuyển những cái đồng ví dụ như là Bitcoin này, ETH hoặc là USDT Sang Việt Nam đồng và rút về thẻ ngân hàng của các bạn nhá Thì có rất là nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình mà Anh ơi làm thế nào để chuyển được những cái đồng này Sang Việt Nam đồng và rút về thẻ ngân hàng mình cũng hay đăng những cái video ví dụ như là đào Bitcoin tự động này, ETH này hoặc là USDT thì có nhiều bạn có băn khoăn là có lên chơi hay không? Bởi vì khi chơi thì không biết cách bán những cái đồng này như thế nào thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn. Thì trước khi vào video mình sẽ quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất này. Thì bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất nhá của video đợt trước của mình đây. Đó. Thì video đợt trước của mình có 66 comment và bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất. Bạn nào mà muốn tham gia event của mình các bạn nhớ để lại cho mình này, số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng Viettel, Vinao, Momo cho mình nhá. Xin chúc mừng bạn. Ù, bạn này là bạn này không biết tiếng gì đây. group à, group, group like 13 đó số điện thoại là viettel thì sau cái video này mình sẽ gửi một phần quà qua số điện thoại cho bạn nhá tên của bạn khó đọc quá nên là mình không thể đọc lỗi đó. cảm ơn các bạn rất là nhiều thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay đó là một cái ứng dụng các bạn có thể chuyển được những cái đồng ví dụ như là bitcoin này hoặc là những cái đồng khác để các bạn có thể rút về thẻ ngân hàng của các bạn nhá ở đây thì có hai ứng dụng, thứ nhất là Remitalo này, thứ hai là VLDC. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên Remitalo trước nhá. Thì đầu tiên nếu mà để được chuyển được những cái đồng này về Việt Nam đồng ấy và về thẻ ngân hàng của các bạn thì các bạn phải cài đặt cho mình cái ứng dụng này. Các bạn sẽ lên CH vào đây cho mình này. Thì mình sẽ hướng dẫn qua qua thôi, mình sẽ không hướng dẫn chi tiết các bạn cũng như là đăng ký hay là xác minh nữa. Thì hôm nào mình sẽ làm một video riêng để hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ ghi cho mình cái từ Remitalo này ra này. Rồi các bạn sẽ ở được phần cài đặt cho mình. Sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn sẽ ở vào phần xác minh tài khoản cho mình nhá. Ở đây thì các bạn đăng ký bằng Gmail cho mình. Đấy, sau khi đăng ký bằng Gmail xong, các bạn sẽ xác minh tài khoản cho mình. Đấy rất là đơn giản thôi. Kể cả ví VLDC cũng vậy này. Đó, các bạn có thể là chuyển qua đó rồi các bạn sẽ có thể là chuyển về thẻ ngân hàng của các bạn. Đấy rất là đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở trên cái ví trên cái ví Remitalo này nhá. Đó, các bạn sẽ ở vào phần ví của mình này Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chuyển từ ví chốt qua led sang đây rồi chỉ chuyển từ đây về thẻ ngân hàng của mình. Rồi các bạn sẽ ở đâu phần ví này cho mình đây. Ở cái phần ví này thì hiện tại Việt Nam đồng của mình là không đồng này, Bitcoin này, ETH này. Đó, và UET của mình không có nhá Thì bây giờ mình sẽ phải lạp vào Và làm thế nào để lạp Mình sẽ lên ví chốt wallet của mình Rồi mình sẽ chuyển qua đây để mình có thể đổi về thẻ ngân hàng của mình nhá Bây giờ mình sẽ ấn vào phần nạp này Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chuyển Bitcoin trước nhá Bởi vì hôm nay mình chỉ có Bitcoin thôi Mình sẽ ấn vào phần nạp để cho mình này Đó phần nạp này các bạn sẽ ấn vào phần nạp để cho mình nhá ở ấy, phần nạp này thì các bạn sẽ copy cho mình cái địa chỉ ví ở đây để các bạn có thể làm vào ví nhá. Bây giờ mình sẽ copy cái địa chỉ này. Rồi các bạn có thể đọc cái phần bên dưới này. Bạn phải làm lớn hơn là 0, 0,001 BTC thì nó mới hiện lên nhá. Bạn nào mà làm nhỏ ấy thì nó sẽ không hiện. Ở dưới này thì mình cũng có làm một hai lần rồi. Đó, nó đã sang minh rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lên ví chốt wallet của mình để mình có thể chuyển qua đây nhá. Đầu tiên các bạn sẽ lên ví chốt wallet của mình. Với một điều kiện là các bạn phải có BTC trong ví chốt wallet thì các bạn mới chuyển lên được nhá. Ví dụ không có thì chuyển làm sao được phải không? Rồi bây giờ mình sẽ vào ví chốt wallet của mình này mình sẽ ấn vào phần BTC này thì hiện tại của mình đang có là 62 đô này tương đương với là 0 0 0,04 0,004 BTC này Mình sẽ ấn vào phần gửi đi nhá Các bạn sẽ ấn vào phần gửi đi cho mình này Ở phần gửi đi này Thì các bạn sẽ dán cho mình cái địa chỉ Sàn đấy, Re, sàn Remitalo Vừa lấy mình đã copy vào đây này đó, Nhớ là phải chọn chuẩn của nó là Bitcoin nhá Sau đó các bạn sẽ ấn phần tối đa BTC này cho mình này Đó có nghĩa là mình sẽ chuyển hết chuyển hết cái số lượng BTC của mình ở trong ví đó. Bây giờ mình sẽ ở nó phần tiếp tục này. Mình sẽ ở phần tiếp tục nhá để mình sẽ chuyển này. Rồi các bạn sẽ chờ một lúc giao dịch nó sẽ hiện lên cái hóa đơn ở đây. Đó. Rất là đơn giản thôi. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn này. Đây, mình sẽ hướng dẫn này. Thì cái phí của nó là gần 3 đô này. Đó, khá là cao đấy. Phí gần 3 đô. Đó, phí mạng của nó này. 4,72 đô. Xã man thật. Rồi mình sẽ ấn vào phần chuyển nha Mất gần 100 nghìn Mình sẽ ấn vào phần gửi nhá Rồi bây giờ mình sẽ gửi đây Rồi các bạn sẽ chờ một lúc Và giao dịch nó đang thực hiện này Đó Mình sẽ chờ một lúc Rồi mình sẽ quay sang Remitalo để mình kiểm tra nhá Xem nó về đây chưa này sau dịch đang thực hiện Chờ một lúc này để mình sẽ thoát ra này Mình đã ấn lại tiếp đây. Đó, giao dịch vẫn đang thực hiện. Các bạn chờ một lúc nhá. Ở cái này nó phải chờ một lúc xem nó giao dịch xem nó thành công chưa. Rồi bây giờ mình sẽ quay sang dây này. Để xem nó về đây chưa nhá. Rồi các bạn sẽ ở nó phần ví tiếp để cho mình này. Đó. Ở nó phần nạp tiền này. Rồi, mình đã nhận được rồi nhá. Đây, đó, lúc 8 giờ đây, lúc 8 giờ 54 phút để rất là nhanh luôn. Đó, 8 giờ 54 phút và nó đã gửi về Gmail của mình đây. Đó, bạn đã vừa là BTC thành công nhá. Đấy khá là nhanh luôn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ ấn vào phần chuyển về Việt Nam đồng và rút về thẻ ngân hàng cho các bạn nhá. Thì hiện tại mình đã xác minh thành công rồi này. Đó, bây giờ mình sẽ quay ra này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bán này. Đây. Thì hiện tại trong Bitcoin của mình đã có 0,04 hai này nó đã trừ mất của mình khá là nhiều vậy nó gần 5 đô xót ừ, quá <laughs> bây giờ mình sẽ chuyển sang nhá chuyển sang việt nam đồng này đó thì quy ra số tiền của mình sẽ đưa là một triệu ba đó một triệu ba cũng khá là ok đấy mình sẽ ở nó phần dầu ba chấm này này mình sẽ ở phần giao dịch p2p này cho mình để mình bán nhá ở đây thì mình sẽ chọn là bán bitcoin này đó, các bạn sẽ chờ mình một lúc đây Ví dụ mình sẽ chọn là bán Bitcoin Ở đây thì có rất là nhiều đồng để các bạn có thể bán Ví dụ như là ETH này USDT này, Bitcoin Card này Là TC hoặc là đồng Ripple này Thì bây giờ mình sẽ bán là Bitcoin chẳng hạn Đó mình sẽ ở vào phần bán ngay Ở đây thì các bạn cũng có thể mua được Và các bạn cũng có thể bán được nhá Đấy, rất là đơn giản thôi Mình sẽ ở vào phần bán ngay Giá hiện tại của nó là 322 này Đó mình sẽ ở vào phần bán ngay nhá rồi mình sẽ ở nó phần Mark này có nghĩa mình bán hết cái số Bitcoin đấy đi Bởi vì giờ đang thiếu tiền mà Đấy, rồi các bạn sẽ chọn ở đây một cái người bất kỳ Cứ ai mua giá cao thì mình bán Ví dụ cái người này là 1 triệu 359 nghìn Thì mình sẽ chọn vào cái người đầu tiên này nhá Đó Rồi, mở giao dịch để bán 0.04 này Cho 5 hoi với tổng giá là 1 triệu ba Các bạn sẽ ấn phần đồng ý đây cho mình này rồi các bạn sẽ chờ đấy giao dịch đang thành công và các bạn sẽ chờ tiền nó sẽ về nhá. Như vậy là mình đã được là 1 triệu 359 nghìn. Đó đã được cộng vào tài khoản Demitalo của mình nhá. Rồi mình sẽ quay trở về ví này. Quay trở về ví xem tiền nó về Việt Nam đồng chưa nhá. Đó, như vậy là mình đã có 1 triệu 359 nghìn ở trong Việt Nam đồng. Đấy, các bạn có thấy rút tiền về Việt Nam đồng nó nhanh không? Bây giờ mình sẽ rút về ngân hàng nhá. Đấy, cách giao dịch của nó rất là nhanh, chỉ trong vòng vài giây thôi. Đó, các bạn chỉ cần ấn vào là tiền nó đã về ví của các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút về thẻ ngân hàng trong vòng chỉ cần một phút thôi. Các bạn sẽ ấn vào phần rút tiền này cho mình này. Ở đây bạn nào mà không muốn bán ấy, kiểu bạn nào mà có ít thì các bạn có thể liên hệ cho mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn bán và mình sẽ bán hộ các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà không kiểu như là vẫn chưa đăng ký được cái đây, Mitalo này thì các bạn có thể liên hệ với mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn bán hoặc là mình có bạn mình bán cho các bạn cũng được. Đấy, rất là đơn giản thôi. Ở đây thì mình sẽ rút về thẻ ngân hàng nhá. Mình sẽ ở nó phần mắc này, rút hết số tiền này về. Đó. Ở phần tiếp tục này cho mình này. Rồi ở đây mình sẽ chọn vào thẻ ngân hàng của mình nhá. Với một điều kiện là các bạn phải thêm cho mình cái thẻ ngân hàng vào đây. Bây giờ mình sẽ rút hết cái số tiền này. Đó, 1 triệu 359 nghìn. Mình sẽ ở vào phần thẻ Vietcombank. Ở đây thì các bạn sẽ liên kết cho mình cái thẻ Vietcombank nhá. Ở cái ứng dụng Remitalo này ấy thì nó chỉ hỗ trợ ví dụ là Vietcombank thôi. Đấy nên là các bạn chỉ liên kết cho mình cái thẻ Vietcombank. Ở VLDC thì nó hỗ trợ rất là nhiều ngân hàng. Đấy thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn ở à bán trên VLDC nhá. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào thẻ ngân hàng của các bạn này. Rồi, các bạn sẽ ở độ phần rút tiền cho mình đây. Đó và xem số tiền nó về trong vòng là bao nhiêu phút nhá. Mình chờ ở phần xác nhận này. Đấy, như vậy là giao dịch của mình này. Số tiền rút là 1.359.000 này. Đó, phương thức thẻ là Vietcombank này, số tài khoản này, rồi mình sẽ ở phần rút tiền này. Đó. Và sẽ chờ tiền về nhá. Và các bạn sẽ chờ mình một lúc đây xem tiền nó về không. Rồi, mình sẽ ở nó phần rút tiền đang được xử lý nhá. Đó, rút tiền đang được xử lý, rồi mình sẽ kéo xuống cái phần lịch sử đây. Mình sẽ ở phần ví này. Rồi, mình sẽ ở phần rút tiền xem cái lịch sử nó xử lý chưa nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo xuống này. Đó. Đang gửi nhá. Đây, đang gửi đây. Mã rút tiền nào VK9 này, mình sẽ không đọc nhá. 9 lúc à, lúc 8 giờ 59 phút và xem bao giờ tiền nó sẽ về nhá các bạn chờ một lúc này. Mình sẽ xem tiền bao giờ nó sẽ về cho mình này. Chờ một lúc ở trong như vậy là tiền nó đã về rồi nha các bạn nhá Đây mình sẽ cho các bạn xem lịch sử đây Đó mình đã được cộng 1 triệu 357 nghìn Lúc 9 giờ 07 phút này mình đợi trong vòng là gần gần 8 phút Đấy gần 8 phút và tiền nó về rồi Và mình cho các bạn xem lịch sử đây đó, mình đã được cộng 1 triệu 3 này, à, mình đã bị trừ 1 triệu 3 và đã giao hàng thành công. Mình rút lúc là 8 giờ 59 phút và đến lúc 9 giờ, 9 giờ 7 phút và tiền nó đã về rồi. Đấy, nó giao dịch rất là nhanh thôi. Thì đây là cái ứng dụng để giúp các bạn có thể chuyển những cái đồng... Bitcoin này, ETH, USDT sang Việt Nam đồng nhá. Bạn nào mà có cái đồng này mà các bạn không biết cách chuyển hoặc là các bạn muốn chuyển thì các bạn có thể liên hệ với mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển nhá. Thì video của mình kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào tất cả các bạn nhá.